Hai quý vị, Thành Nguyên bên chào tất cả quý vị thân mến. Hiện tại thì Thành Nguyên đang có mặt tại xóm 12 mới, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lại quý vị. Một cái hoàn cảnh mà trước đây cũng gần một tháng rồi quý vị, Thành Nguyên có đến đây thăm gia đình của các cháu. Thì gia đình của các cháu Thành Nguyên chỉ nói ra thôi là quý vị biết rồi. Ba cháu nhỏ mà có cả cha lẫn mẹ mà bị lũ cuốn trong cái đợt lũ vừa rồi tại Nghệ An đó quý vị. Đấy thì hồi đó Thành Nguyên có tới đây thăm thăm hỏi động viên gia đình cũng như là các cháu. Thì Thành Nguyên cũng đã gửi những tình thương mến thương của tất cả quý vị đã gửi cho gia đình rồi. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên lại có dịp đi về Nghệ An để có việc riêng. Thì Thành Nguyên lại kết hợp Thành Nguyên đến đây để Thành Nguyên thăm lại gia đình thêm một lần nữa quý vị. Và lần này thì tiếp tục lại nhận thêm được một số tiền của các cô chú các mạnh thường quân gửi cho các cháu. Thì không biết là tình hình sức khỏe của ông bà cũng như là ba cháu thời gian này như thế nào? Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào thăm lại gia đình ha quý vị ha. Mời quý vị. Dạ, con chào chú. Dạ. Hình như con có gặp chú đâu đó rồi đúng không? Chú là ông Dưỡng. À, ông Dưỡng của ba cháu đây à? Ông Dưỡng. Ông Dưỡng. À, nhà ông bà nội là kế đây à? Đấy, ông bà nội đây thì là hai thằng chú. À, vậy là anh em là dòng dọc đây hết ha? Cha có nội một nội đấy. Dạ, dạ, dạ. Vâng, cha con anh em là ở gần đây hết luôn này quý vị. Đó, cái quả đó. Ồ, vậy là bây giờ có ai nhà không chú? Ông đấy là ông nội mà được chi hết. À, ở đây là ông nội đấy à? Ông nội đó. Ông nội mà được chi hết. À, cái hôm đó con ngồi nơi ghế thành ra cũng không có để ý là ông chống gậy à ông? Dạ. À. Ông năm nay bao nhiêu rồi dạ con chào ông dạ? 59. 59 tuổi à? Sinh năm 63. Ồ thế à? Ồ, sinh năm 63 mà sao đã chống gậy rồi? Lâu rồi. Thế à? 12 năm ấy chứ. Bắt đồ bạc áo này. Dạ. Các cháu có ở nhà không? Cháu đi học. Đi học hết cả rồi à? Dạ, dạ, dạ. Rồi vậy rồi có ai nhà? Bây giờ có ai trong nhà không? Dạ, không có ai nhà hết. À. Ban đi rồi. À, thế à? Dừng điện cho ban cái. Dạ, dạ thôi được rồi. Dạ, thôi được rồi. Thì con vào con trò chuyện với ông cũng được. Dạ. À. Mở ra. Có cửa mở rồi. Rồi, cảm ơn. Hôm nay là trời mưa quý vị ạ. Dạ. Ông mà là chinh hết. Ừ, mà sao trong người ông bị bệnh gì mà sao thấy yếu nhỉ? Viêm phế quản mãn tính. Viêm phế quản mãn tính à? Khối đầy đầy đếm. Dạ. Thoát vị nữa à? Dạ. Lắm bệnh thế. Cô lên được không thì để con đỡ tay nào. Cái chỗ này rêu hơi mốc này quý vị. Đây. Ba cháu đi học hết á ông ha? Dạ. Bái không quá thân nha. Vâng. Các ba cái ông quan kiếm không? Dạ. Ông có nhớ con không? À, ông nhớ hả? Nhưng mà ông Dưỡng thì chắc nhớ con đúng không? Ông dạ. Ông dạy tôi thôi ông nằm suốt đấy. À. Vâng. Đi thôi ra về thôi. Dạ dạ. Có sức. Thôi bây giờ cho con vào con thắp cho anh chị cây hương ha. Dạ. Đi dép vào ha. À, đây này quý vị, anh là anh Nguyễn Văn Ái, sinh 1984, còn chị vợ là chị Nguyễn Thị Lan, sinh 1985 quý vị. Đấy, hai vợ chồng đang còn rất là trẻ. Và cái căn nhà này cũng mới xây ha ông ha. Xây ở chưa bao lâu thì đấy. Yeah.
Rồi, à, con ra con trò chuyện với gia đình mình xíu ha, đúng không hả? Dạ, dạ. Đây là cái hình cưới này quý vị. Đây là cái hình cưới. Đây là cái hình cưới được chụp năm 2010 này quý vị. Bà đi đâu hả ông? À, bà đi công việc ở đâu ha? Dạ. Rồi, ông cho con cài cái mic này nói cho nó nghe dễ xíu ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Con thấy tay ông teo lại được con chút xíu vậy? Dạ. Mà dạ. Nhìn ăn được. Mà thấy mắt hơi vàng nhá. Mắt vàng lâu lắm đây. Vàng lâu đây. Khi 14-15 tuổi như thế. 14-15 tuổi. À. Ông là có tất cả là mấy người con không? Cảm ơn chứ, 5. 5 người con. 2 rể. Vâng. Bà Du. Du Du đâu này? Dạ. Du thứ hai đứng ở đây này. Du thứ ba không có này. À, vậy là anh Ái đây là với chị Lan đây là đầu. Đầu. À, rồi sau còn 4 người nữa. Dạ. Ba gái, 2 trai. Ba trai, hai gái. Gái. Ừ. Gái đâu mà thứ hai thì lại dòng bê bên cái gù. Dạ. Con gái thì thứ tư thì trong bên ngoài thừa giờ ông dưỡng đấy. Dạ. Ừ. Con thấy ông thở cũng thấy cũng mệt không thở được, khó thở lắm bệnh đờ đấy. Thế à, cô rất bừng hít luôn, vừa mới hồi đứa thằng Vinh đấy là người ngồi thì khoảng 45 phút này. À thế à, nhìn thở được. Ừ, nhọc rất mệt ha. Thế rồi ông bị bệnh như vậy rồi, nếu mà cái hôm anh chị mà mất như vậy rồi ông có lại gần được không hay đây thì cảm ơn Chúa đã lại từ từ thay đổi được. À vậy à, bởi hai đứa bên là mỏng mấy lâu đi toàn bộ chú tất. Ừ. Thôi chị có gọi đâu ấy là tâm sáu là mấy đứa cháu. Dạ. Yeah. Cháu con ông đi này, bên đây cháu nuôi ra thế nữa. Dạ. Yeah. Tháo xong đồ rồi là thôi. Dạ. Yeah. Liệt vì là không thường nữa là phải về nhà. Vâng, vâng. Ừ. Mà nhà nào đó. Vâng. Vẫn vẫn cái minh mẫn nó đưa dễ lên chứ bắt đầu lâu, cụ vặn lắm á. Vâng, vâng. Con thì con cũng rất là nhiều các cô chú các mạnh thường quân trong cũng như là ngoài nước đã nhính những cái số tiền ít nhiều gì đó cũng ra gửi cho gia đình mình. Vâng, con hạnh phúc ở cái chỗ đó. Thế cái thời gian vừa qua thì cái chuyện đó ít nhiều gì thì nó cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi ha, đúng ha? Mình đi cắm lắm rộng hết. Dạ, gần tháng trời rồi. Dạ, gần tháng trời rồi đó quý vị. Nhưng mà thời gian vừa qua khi mà Thành Nguyên đi vào Cần Thơ để mà Thành Nguyên tiếp tục cái công việc trong đó, thì Thành Nguyên lại tiếp tục nhận được thêm một số tiền nữa của các cô chú các mạnh thường quân. Vẫn có xem được cái clip của anh Ái và chị Lan. Rồi hôm nay con đi về quê để con tiện đường để con ghé qua gia đình để con trao luôn. Bởi vì cái tiền của các cô chú các anh chị mà gặp cái thiên tai lũ lụt ở ngoài miền Trung, nói riêng đó quý vị, thì Thành Nguyên không có chậm trễ được. Mà cái hành trình mà từ Cần Thơ mà đi về Nghệ An thì nó lại quá xa, 1.600 cây số hơn quý vị. Đấy, cho nên là khi mà đi trao tiền những cái hoàn cảnh này là Thành Nguyên cũng phải gói ghém sắp xếp để tiện đường công đôi việc. Đấy, cho nên là nếu như mà có chậm trễ chút thời gian nào đó thì cũng rất là mong mọi người, các cô chú các mạnh thường quân cũng hoan hỷ bỏ qua nha quý vị nhé. Dạ. Thì ngày hôm nay đó thì con có nhận được một số tiền, tính ra thời điểm này đó thì con nghĩ là cũng khá khá. Số tiền là tròn 9 triệu đồng. Thì vì là tiền của mạnh thường quân cho nên là cho phép con được điểm công khai, con gửi cho ông luôn nhé. Hay là ông Dưỡng cầm. Vậy ông Dưỡng cầm giùm con nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha ông ha. Đây là số tiền 9 triệu đồng. Ông lấy lại chỉ của tối này. À, lấy chỉ của ông à? À thế là ông Dưỡng. Thành Nguyên xin đọc số tiền của các cô chú các mạnh thường quân đã gửi cho gia đình của anh Ái và chị Lan mất trong cái vụ lũ lụt vừa qua mà có 3 cháu nhỏ nha quý vị nhé. Thành Nguyên cảm ơn chị Minh Minh đã gửi cho gia đình 2 triệu đồng. Thành Nguyên cảm ơn chị Nguyễn Thị Bắc đã gửi cho gia đình cũng 2 triệu đồng.
Và Thành Nguyên cũng cảm ơn tới cô thân ở bên Úc Châu đã gửi cho gia đình là 5 triệu đồng. Dạ, tổng số tiền là 9 triệu đồng nha quý vị nhé. Dạ. Rồi ông có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho... Nói tóm lại trong đây, tính thân trong trường giờ trong học nó cũng lại giống ăn thua. Dạ. Mà gọi là mạnh thương quân địa nơi gia đình. Dạ. Gọi là bình an của chùa là cảm ơn. Gọi sự cấp tiến gọi đi chính quyền với mạnh thương quân ủng hộ cho con cho cháu học. Dạ. Phù hộ cho con đáng cho học giỏi. Dạ. Trường ngoan. Ba cháu ba đời ngoan. Dạ, ba cháu mấy ngày hôm nay từ hôm đó tới giờ đó có con nhắc gì về ba mẹ không? Có. Dạ. Thỉnh thoảng chạy về đến tập phước nhưng ở dưới ngoài ạ. À, đang ở dưới ngoài à? Ừ. Nhưng mà học bên đi. Nhưng mà các cháu có hỏi là cha mẹ đi đâu không? Hay là cũng không biết. Biết ha. Biết hết. Dạ, biết ha. Biết hết đó mà thì. Dạ. Thâm tên mới nói đám này giữ cái đứa sáu là mới học lớp 1. Mà họ đến đi thăm á, đấy. Bố mẹ mất rồi. Hắn đứng nằm trong hòm ạ. Trong ngủ hòm ạ. À, thế à? Đứa mà. Là đứa sau 6 tuổi đó ha? 6 tuổi đi học lớp 1 năm đầu. Ừ, tội nghiệp quý vị. Còn đứa thứ hai đi, thứ đầu thì lại là học lớp 6 rồi. Dạ. 12 tuổi rồi. Thì cũng biết rồi. Còn đứa thứ ba thì lại là... Như kiểu hắn lớn nào đó. Nhưng hắn thì lại là... Mấy cô lớp 2. Dạ. Hai đứa sau nhặt này. Vâng. Còn một năm 13 tháng đấy. Dạ. Thật sự là cái sự việc mà cũng đã qua gần một tháng rồi quý vị. Đúng không thật. Dạ. Chứ mà nói xin lời con nó như đấy như có mặt chùa và mặt đường. Mặt trời chứ. Vì ông ngoài, ông bà, ông ngoại là không biết đi về đằng nổi. Ừ. Ừ. Thì muốn làm quyền đó đây khi mà cha mẹ nó sống thì đi khác. Còn khi mà có đồng tiền rồi là hóa mặt rồi, đứa cháu với ông phải tiếp mình có nói một lời xin đang nổi chứ, mà tôi là đang nổi gì? Bên đây không là không. Ăn trộm bên đi ra trường rồi về luôn. Là bên ngoài ấy, hả? Bên ngoài. Là bên ngoài là bắt ba cháu về. Mà đó đưa đi học. Trường. Và tôi đưa đi học, đi gửi nhà trường học á. Bên ăn cơm việc trước. Theo con thì như thế này. Bây giờ á, bên nào cũng có sự mất mát, bên nội cũng có, bên ngoại cũng có. Thì bây giờ ba cháu bây giờ cũng đang bé mà được bên nội mà cưu mang thì cũng tốt, mà được bên ngoại đứng ra lo lắng thì cũng tốt ha ông Dượng ha. Dạ, bên nào cũng được, miễn sao là đừng có để cho các cháu thiếu thốn cái tình cảm là được rồi. Đấy thì con nghĩ rằng là chắc là bên ngoại người ta cũng thấy sự mất mát như vậy là người ta cũng xót thôi. Dạ, chứ cũng không có ý gì đâu, theo con là vậy. Dạ. Thì nếu như mà mình nhớ cháu thì mình có thể đón về chơi năm bữa nửa tháng gì đó, rồi lại bên ngoài lại đưa về đi qua đây. Đi lại. Thằng bên đây có hai anh đang đi xe thôi. À vậy ha. Bốn mươi cái xe hơn 10 triệu. À cái xe điện ha, xe đập điện ha. Dạ. Đó vâng, cao như xe máy luôn. Vâng. Thì đi cái xe đó bây giờ nói chung là cũng cẩn thận chút xíu là được. Đấy. Tại vì tuổi các cháu bây giờ đi cái xe đó thì nó cũng giống như xe máy rồi đó, đi nhanh xíu là cũng nguy hiểm đấy. Dạ. Yeah. Mà cẩn thận. Anh với trong người tráng tập trong người tráng nóng á. Dạ. Hướng dẫn cho ra cho mẹ nó về đấy. Vâng. Thế cho con hỏi là hôm bị hai chị đây là bị tai nạn ở đâu không? Bên trong cái cây xăng này ra được khoảng hơn 100 mét. 100 mét thôi. Ừ. Đông á. Con cầu có cầu. À rồi con nhớ khúc đó rồi. Rõ cái tình huống lúc đấy để kể cho mọi người nghe được không? Sơ bộ đó đi. Tức là từ phương là điều ngăn chặn là không cho người qua lại, nhưng mà bỗng chốc đó mà hắn cùng nhắn tin cho mọi người đừng qua đấy nước hối. Nó lại ông mù đầu là từ xuất phát liều đó. Là... Hai vợ chồng thì nhắn tin cho người khác là đừng có qua cái vùng đó, mà đó. Cuối cùng là hai vợ chồng lại đi qua. Lúc đó là khoảng hơn 10 mô 4 giờ thứ 15 hơn 4 giờ chiều đó. Là khi nó vặn quá, chạy quá người lại vặn thôi. Dạ. Yeah. Ngay này khi bánh xe còn trống nha, nó còn nửa bánh xe. Dạ. Mình lên mẹ nó chứ. Mẹ thì chán bị chấn động. Chán bị chấn động rồi. Bởi vì con nghe bảo là chân anh bị không, bị té rồi phải khâu lại đó. Mười mấy mũi á. Phải đi tiêm nhiễm trùng phòng. Dạ. Đó là vừa về đó thì gầy chứ thì nên bạn nhiều đó. Lần ba thì tay 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 tay
Cảm ơn bạn. Dạ. Trái đoàn nó mất lên nước nơi cũng. Dạ, thế à? Đến nhưng mà đến đó với chỗ mấy cái vùng vùng. Vâng, vâng. Thế thì mới sống trên cuộn xá đó. Vâng. Sống trên cuộn xá. Cho đi ra biển ra. Ừ. Bắt thôi. Thế có nghĩa là hai anh chị không có biết bơi à? Khi nào thì... Thì này thành hầm và thành... Thành như lâu quang... Chị đúng biết, nhưng mà thằng này có tôi biết là viên nuôi tôm nó nhà tạm lâu đó nè. Biết nhưng mà không phải là chết. Nhưng mà hắn bị chết. Lúc đó là chân anh là mới đi khâu về, đang bị đau. Được hiểu không? Nghiêm trọng. Mà chị thì mới... bị cái nước mà ở trên này trên cao nó xối qua bên này. Mà cái phần đường thì nó cao, mà dưới ruộng thì nó thấp. Nó giống như là một cái ao, một cái sông vậy đó. Đấy, cũng sâu. Thì thành ra là cái khi mà ấy thì cái nước nó lật luôn cái mảnh ống nước lên trên đầu này. Đấy, đây là lúc đó chắc cũng chơi với rồi cũng uống nhiều nước nữa là thành ra là ông buồn người ta xoay sở cũng được. Hai vợ chồng bị gặp nạn á thì xung quanh đấy có người không có ai hết. Không có ai. Sau khi mất được khoảng 10 phút. Vâng. Nghe đầu nói là có cái nhà cao cao hai gác mới trên á. Là ở trên không có tổ. Không có tổ mà phôi lên trên trẻ. Hay không trồn nữa là bắt đầu mình chưa hốt. À, có nghĩa là có cái nhà cao tầng. Ừ, cao tầng mới lầu cây thắng. Đúng rồi, chuyển xuống, thấy. Và bây giờ không thấy hai người nữa đâu. Nên là cũng hô hoán mọi người đi tìm kiếm. Ừ. Yeah. Thế cái sự việc ấy, lúc tai nạn, lúc tìm kiếm được có lâu không? Khoảng mãi. Mới tạm giờ là phải chừng tháng đâu. Bảy hơn. À, có nghĩa là bị ngâm qua đêm á. Qua đêm. Từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ sáng mai đó. Dạ. Và vừa tìm thấy chồng đúng không ạ? Mà sao? Hai vợ chồng vừa đây sau khoảng là 15 phút, 30 phút. 8 giờ kém. Là bắt được. 7 giờ chồng, 8 giờ kém là được người vợ. Cách nó 700 mét rồi. Mới ngoài ngay đầu nữa, mới 200 mét. Từ vợ từ thằng nơi đấy, xuống đóng mưa, gần 200 mét. Mà ngay đầu anh phải hỏi, hỏi vô là cái đến. Cái con vợ. Ừ. Bọc con đi lốc. Nhìn vậy nhưng mà cái lực nước cái lúc đó là nó mạnh lắm đấy. Anh ép vốn đường đấy là gì cản rồi. Dạ. Nhưng dùng gì nên chú lên cản đây cái nền nước rạch trên rồi. Ừ. Thì ni lông của chúng nguyên bọc cả đầu cả mặt cả chí mà. À có nghĩa là lúc tìm được xác là ni lông bọc. Đứng bao rồi đấy. Là con vừa nè. Nó che lên mặt. Rồi thì con cũng chúc cho gia đình mình nhiều sức khỏe nha ông nhá. Rồi con cũng không biết nói sao bây giờ thì cũng đến đây để gửi những cái tình thương mến thương của tất cả quý vị các mạnh thường quân các nhà học tâm đó tới rồi động viên gia đình và các cháu cố gắng ha ông ha. Dạ. Ta đây là Khải, ông Khánh Nguyên này. Con là Thành Nguyên. Thành dạ, Thành Nguyên. Dạ, Thành Nguyên kết nối yêu thương. Dạ. Đồng hành cùng con hôm nay cũng có bạn Trần Đức kết nối yêu thương cũng có đồng hành cùng con. Dạ. Rồi con chúc cho hai bác nhiều sức khỏe nhé. Dạ dạ. Rồi rồi. Dạ, rồi con chúc bác nhiều sức khỏe nhé. Vâng nhé. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Rồi ok quý vị, còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên nha quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và kính chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe và bình an. Dạ. Yeah.